Làm cái gì nó cũng vất vả và khó khăn các bạn. Khi các bạn đang chưa đứng vô câu chuyện của người ta, các bạn nghĩ mọi thứ đơn giản easy, đúng không? Bạn thấy thằng kia làm bán quần áo cái đụng nó giàu nhanh quá, easy dễ làm. Thấy thằng kia làm gọi là spa chó các bạn, dễ làm. Hoặc thấy thằng kia làm bán đồ điện gia dụng thấy dễ làm. Thấy thằng kia làm bất động sản ngon quá dễ làm. Đang làm cái này làm kia nhảy qua làm này làm nọ thấy người ta cứ này. Không phải đâu bạn. Mọi thứ nó đều có một cái khó khăn vất vả riêng và không có ngày nào đơn giản cả. Không có một ngày nào đơn giản đâu bạn nha. Làm cái gì nó cũng vất vả và khó khăn các bạn. Khi các bạn đang chưa đứng vô câu chuyện của người ta, các bạn nghĩ mọi thứ đơn giản easy, đúng không? Bạn thấy thằng kia làm bán quần áo cái đụng nó giàu nhanh quá, easy dễ làm. Thấy thằng kia làm gọi là spa chó các bạn, dễ làm. Hoặc thấy thằng kia làm bán đồ điện gia dụng thấy dễ làm. Thấy thằng kia làm bất động sản ngon quá dễ làm. Đang làm cái này làm kia nhảy qua làm này làm nọ thấy người ta cứ này. Không phải đâu bạn. Mọi thứ nó đều có một cái khó khăn vất vả riêng và không có ngày nào đơn giản cả. Không có một ngày nào đơn giản đâu bạn nha. Làm cái gì nó cũng vất vả và khó khăn các bạn. Khi các bạn đang chưa đứng vô câu chuyện của người ta, các bạn nghĩ mọi thứ đơn giản easy, đúng không? Bạn thấy thằng kia làm bán quần áo cái đụng nó giàu nhanh quá, easy dễ làm. Thấy thằng kia làm gọi là spa chó các bạn, dễ làm. Hoặc thấy thằng kia làm bán đồ điện gia dụng thấy dễ làm. Thấy thằng kia làm bất động sản ngon quá dễ làm. Đang làm cái này làm kia nhảy qua làm này làm nọ thấy người ta cứ này. Không phải đâu bạn. Mọi thứ nó đều có một cái khó khăn vất vả riêng và không có ngày nào đơn giản cả. Không có một ngày nào đơn giản đâu bạn nha.